Ok, chào anh em. Thì mà anh em đến video tiếp theo của mình chia sẻ về xe đây. Thì ok, thì anh em biết á, là cái phần bố thắng và cũng như là bố thắng đĩa trước, bố thắng đĩa sau, một số cái gọi là lưu ý, và mình đã chia sẻ cho anh em một số cái video rồi. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em một số cái dấu hiệu để anh em nhận biết khi nào anh em nên thay bố thắng đĩa trước và bố thắng đĩa sau, để anh em có thể tránh tình trạng mình đi thời gian quá lâu, và anh em đôi lúc mình tiết kiệm quá mình cũng không có thay, hoặc anh em đợi tới nó lúc nào mà nó quá đà rồi anh em mới thay cái bố thắng đĩa trước, bố thắng đĩa sau, làm ảnh hưởng tới cái phần bố thắng cũng như là cái phần đĩa thắng nữa, và ảnh hưởng tới nhiều thứ khác, và anh em đi trên đường nó không có đảm bảo an toàn. Thì ok, thì mình mời anh em vào video này luôn. Ok, thì anh em biết ngoài những cái dạng như những cái dấu hiệu và mình đã chia sẻ cho anh em trong video này, thì anh em cũng có thể căn cứ vào cái phần số cây số mà anh em đã chạy, và một số cái yếu tố mà anh em chạy trên đường, anh em chạy xe đường xe có kẹt xe hay không, và cái khu anh em sống, anh em có chạy thường xuyên ổ gà ổ voi, hay là nhiều cái giống như là đường xá lúc nào cũng đông đúc kẹt quá trời quá đất thì anh em thắng nhiều, thì đôi lúc anh em nên thay sớm nha, chứ không phải căn cứ vào những cái giống như là số cây số hay là số ngày tháng số năm, thì nó sẽ làm cho cái phần bố thắng đĩa chúng ta nó mòn hồi nào, anh em không có hay nha. Và anh em cứ nhận coi lại những cái dấu hiệu đó thì anh em cứ thay theo thời gian. Ok thì mình mời anh em vào cái phần xem của cái phần bố thắng đĩa trước và bố thắng đĩa sau nha. Mình sẽ bắt đầu với anh em về bố thắng cái đĩa sau để mình chia sẻ cho anh em biết cái cách mà mình nhận biết cái những cái dấu hiệu nha. Ok, đây là cái phần bố thắng đĩa sau luôn nha anh em. Thì nhiều lúc anh em chạy thì cứ chạy thôi, chứ anh em cũng không có nhận biết, hoặc anh em cũng không có biết lúc nào mình nên thay những cái phần bố thắng bên trong. Thì mình sẽ chia sẻ anh em một số cái mẹo và cũng như một số cái lưu ý để anh em khi mà mình chạy xe và mình biết khi nào mình thay cái bố thắng sau nè, bằng một số cái phương pháp mà anh em có thể tự nhìn ở nhà để mình biết mình thay nha. Ok. Dạ đây anh em, thì một số anh em thì thường hay là giống như mình chạy khoảng chừng mình chạy khi nào mình nghe tiếng két mình thắng á, mình đạp cái thắng lên đây nè. Đạp thắng lên đây thì anh em nghe tiếng két là anh em cứ mà thay bố, thì đó cũng là một cái dấu hiệu để anh em thay, nhưng mà cái dấu hiệu tiếng két á thì nó đã quá đát rồi nha anh em. Dạng giống như là nó đã dạng quá tối thiểu rồi, thì đó dạng là nó kêu cái két thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần bên trong nè. Mà mỗi lần anh em kêu cái két một chừng dài lần như vậy thì những cái bộ phận bên trong nữa anh em phải thay, anh em phải đi đánh gì ấy. Mà những cái người thợ người ta phải bắt buộc anh em làm cái đó, đừng gắn cái bố vô nó mới vừa, nên anh em cái dấu hiệu kêu cái két là quá tệ nha anh em, nên anh em cứ thay theo cái két dài lần đôi lúc sẽ ảnh hưởng nha. Thì mình sẽ cho anh em những cái dấu hiệu nó vừa tới thôi, chứ nó không có kêu két. Thì mình sẽ chỉ luôn. Ok. Điều đầu tiên đó là cái phần ốc bên đây nè anh em. Cái khúc ốc này nè, nếu mà cái khúc ốc của anh em nó vừa xuống vô tới đây thì thắng của chúng ta dường như cũng đã mòn một ít rồi nha. Đôi lúc anh em cũng có thể nên thay bằng cách dựa vào cái phần ốc bên đây nè. Ốc này nó cũng khoảng gần một lóng tay rồi đây anh em, nếu mà phần nửa lóng tay của chúng ta thì cái bố thắng chúng ta vẫn còn ok, anh em vẫn còn chạy được nha. Đây là cái dấu hiệu đầu tiên là cái khúc ốc này nè nó đã thụt vô bên trong quá nhiều thì anh em nên thay nha. Ok, đó là cái dấu hiệu. Đây là anh em, đây là thường đã lốt anh em cũng không có để ý, đây là cái phần gọi là cái phần dấu mũi tên. Cái dấu mũi tên này dạng dấu mũi tên của cái phần bố thắng á, bố thắng sau á, thì nó chỉ cái dấu mũi tên này, thì và nó kết hợp với đây là cái phần cái chấu bên đây này, gọi là cái điểm tham khảo của anh em á, điểm tham khảo tên phần bố á. Nếu mà anh em thấy cái phần chấu này nè, cái phần mũi tên chấu này nè, nó trùng với cái điểm tham khảo của tên cái phần bố sau á, là anh em nên thay đi. Bố anh em cũng đã quá mòn nè, thì cái bố của mình đã mòn là mình chạy cũng tầm một năm mấy rồi đó. Nói chung là mình cũng tính thay, nhưng mà mình làm video luôn cho anh em thì mình sẽ thay. Ok, thì anh em cứ nhìn cái này, mới thay thì nó cái phần dấu tham khảo và cái phần mũi tên đó,
nó sẽ không trùng nhau. Còn khi mà anh em đã chạy mòn thì nó sẽ trùng nhau. Và anh em khi mà anh em đạp thắng vậy nè, anh em đạp thắng vậy nè, anh em sẽ đạp thắng và anh em quan sát cái phần đấy nè. Đó, cái phần này nó nhúc nhích và cái phần dấu mũi tên này nó trùng với cái điểm tham khảo đó là bố thắng chúng ta đã mòn lại nha. Anh em nên thay, ok. Ở cái phần bố thắng sau thì anh em có ba cái điểm lưu ý để anh em nhận biết cái bố thắng mình đã bị mòn nha. Một là anh em để hơi quá đà thì anh em thắng nó sẽ kêu két 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 két. Và cái thứ hai là cái phần ốc này nè, nó thụt vô quá nhiều, hơn một lóng tay thì là nó đã quá mòn. Và thêm một phần cái điểm mũi tên nó trùng với cái phần điểm tham khảo khi anh em thắng á, là bố thắng chúng ta quá mòn nha. Ok, đó là ba là cái điểm lưu ý mà nhận biết cái phần bố thắng sau đã mòn và anh em nên thay để tránh tình trạng mình thay lâu nó hư thêm và thắng nó không ăn nha anh em. Ok, tiếp theo cái phần bố thắng đĩa trước, và anh em có một số điểm lưu ý để anh em biết nó đã mòn và anh em có nên thay liền lập tức hay không nha. Đó là một số cái điểm lưu ý mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Là anh em nhìn thẳng vô phần đây nè, anh em cứ nhìn thẳng vô cái phần má thắng đĩa, nó có ba cái gạch đó, là cái phần nó dính vô cái phần đĩa đây nè đó. Thì anh em thấy nó còn cái độ dày hay không, nếu mà nó còn cái độ dày nó hơi mỏng quá thì bố thắng đĩa trước của anh em đã bị mòn nha. Dù cho nó mòn một bên má hay là nó mòn hai bên thì anh em cũng nên thay. Đó là một cái phần lưu ý xa về cái phần bố thắng đĩa trước. Ok, phần lưu ý thứ hai đó là anh em nhìn từ bên đây nè, nhìn từ bên phía bên đây, nhìn vô cái phần bên đây nè, phần cái má thắng đĩa bên đây nè, thì anh em thấy có hai cái lỗ tròn tròn này nè. Nếu mà anh em chạy không có quan tâm gì hết rồi anh em chạy đôi lúc thì nó mòn quá trời quá trớn, nó mòn tới miếng sắt luôn rồi, là anh em nên thay gấp nha. Và anh em nếu mòn miếng sắt thì anh em sẽ nhìn bên đây thấu qua bên kia và anh em thấy luôn cái đĩa luôn đó. Đó là để anh em cái phần má thắng đĩa là quá tệ rồi, anh em nên thay gấp luôn để tránh tình trạng nó hư luôn cái phần heo dầu và nó cạ cái đĩa chúng ta nè, cạ của cái đĩa của chúng ta càng ngày càng xước và hư nhanh hơn. Rồi lúc cái đĩa nó mấy trăm ngàn mà cái má thắng đĩa thì có 100-200 mấy trở xuống thì anh em tốn tiền gấp đôi gấp ba luôn nha. Ok, về cái má thắng đĩa trước nè, anh em nhận biết cái dấu hiệu á là nhiều anh em cứ chạy quá trớn, một á là cái đĩa chúng ta sẽ bị nóng rất nhiều, và một số cái nó do cái má thắng đĩa chúng ta khích, hoặc đôi lúc cho các bạn để nó quá lố rồi, quá lố cái hạn xài mòn quá đó thì nó làm đĩa chúng ta tày xước nhiều lắm, và nó bị xước cũng như là nó bị nóng đĩa thì anh em nên thay gấp luôn nha. Đó là một số cái dấu hiệu mà anh em nên nhận biết để mình thay. Ok, anh em biết thay cái phần bố thắng đĩa trước và bố thắng đĩa sau thì nó có một số cái dấu hiệu để anh em nhận biết khi nào thay. Và thường là khuyến cáo thì nhà sản xuất thì thường chúng ta chạy trong vòng, nếu mà anh em chạy nhiều đường xa đường hay gì đó thì anh em cũng có thể nhìn vào phần cây số nè. Nếu mà cây số anh em chạy tầm 10.000 cây hoặc mười mấy ngàn cây là quá dữ rồi, anh em nên thay một cái bố thắng đĩa trước hoặc bố thắng đĩa sau. Khi mà anh em thay thì nó sẽ đảm bảo những cái phần thắng ăn hơn và anh em không có để sợ tại mưa tại gió nha. Anh em có thể căn cứ dựa vào cái bảng số nè, cái số cây lô mét đó. Ok, đó là một số cái dấu hiệu mà anh em có thể nhận biết để mình thay. Ok, thì nãy giờ mình đã chia sẻ cho anh em về một số cái dấu hiệu mà mình muốn chia sẻ chi tiết đó để cho anh em biết khi nào mình thay cái bố thắng đĩa trước, bố thắng đĩa sau, để anh em có thể là biết dành dụm tiền bạc đủng đỉnh khi đó thì anh em thay cho nó chắc cú hơn, và anh em thay những cái đồ đạc cho tông tiệm mà anh em cảm thấy nó tin tưởng, anh em mua những cái đồ chính hãng chắc cú thì anh em xài nó lâu bền theo thời gian nha. Thì ok, thì video tạm dừng tại đây nha anh em. Mình đã chia sẻ một số cái cho anh em nào cảm thấy video này có thể là giúp cho anh em được cái gì đó thì anh em có thể nhấn like, anh em nào có những ý kiến khác thì comment bên dưới, và anh em mà chưa đăng ký thì cứ đăng ký nha. Ok, xin chào anh em, hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.